Tỉnh dậy đi Ano. Bạn đã bị Megalodon nuốt chửng. Gốc, gốc, Ano. Hãy đi theo thỏ trắng. Megalodon là cá mập thuộc họ Odontodai, dài 15 mét và nặng 40 tấn. Đây là loài săn mồi nguy hiểm nhất dưới biển sâu, nằm ở ngay đầu chuỗi thức ăn. Megalodon ăn cá voi nhỏ, tuy nhiên lại vượt trội hơn chúng về kích thước. Không sở hữu tốc độ cao cũng như sức bền, Megalodon đâm vào nạn nhân, cố gắng làm gãy xương và phá hủy các cơ quan quan trọng như tim và phổi. Megalodon có 276 chiếc răng, được xếp thành 5 hàng. Chiếc răng lớn nhất dài tới 19 cm. Con số này nhiều gấp 3 lần so với loài cá mập trắng. Hàm của Megalodon dài 2 m, rộng 2.5 m và có lực cắn tới 100 kN. Nó lớn gấp 9 lần so với cá mập trắng lớn. Và thậm chí Megalodon có thể cắn gãy xương sống của cá voi nhỏ. Có vẻ như vì thiếu oxy nên bạn bắt đầu bị ảo giác. Hãy cho tôi biết bạn đã mơ về điều gì. Megalodon ư? Chúng chẳng tồn tại. Ano, chúng đã tuyệt chủng cách đây 2 triệu năm vì khí hậu lạnh. Hãy nhấn like và đăng ký kênh của chúng tớ nếu bạn tin rằng Ano vẫn còn tồn tại.